Nếu bạn yêu thích AMD và đang có ý định build cho mình một cấu hình PC để chiến tốt tất cả các tựa game hiện nay trên thị trường, cũng như làm việc thiết kế đồ họa Photoshop, chỉnh sửa video Full HD ở mức cơ bản, Minh An Computer xin giới thiệu một bộ máy sử dụng CPU Ryzen 5 3000 đi cùng với card đồ họa GTX 1660 Super và 16GB RAM. Ngay sau đây, hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ ngoài và khám phá sức mạnh của bộ máy nhé! Đầu tiên là Liên minh huyền thoại. Ở thiết lập đồ họa tối đa, FPS thấp nhất trong giao tranh tổng sẽ là 165, thường sẽ dao động trên 200 khung hình trên giây. CPU hoạt động ở mức 40%, còn GPU là 37%, nhiệt độ vẫn rất mát mẻ. Tiếp theo là PUBG. Ở thiết lập đồ họa Medium, FPS lúc lút đổ là khoảng 110, chạy bo qua nhiều địa hình FPS dao động từ 100 đến 140. Trong giao tranh, FPS vẫn rất ổn định trên 100 khung hình trên giây, đảm bảo không hề có hiện tượng giật lag làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của anh em. CPU và GPU hoạt động ở mức 75% và 85%. Cuối cùng là Battlefield 5. Ở thiết lập đồ họa Medium, FPS sẽ dao động từ 100 đến 145 khung hình trên giây. CPU và GPU hoạt động ở mức 85 và 96%. Ngoài ra, mình cũng sử dụng cấu hình này cho công việc thiết kế Photoshop và dựng phim bằng Adobe Premiere Pro. Với một project được quay từ máy Sony A73, rất nhiều footage Full HD, 60 frame, mình đã chỉnh sửa màu, thêm nhạc, một vài chuyển cảnh và độ dài rơi vào khoảng 3 phút. Máy render đã định dạng YouTube Full HD sẽ mất khoảng 7 phút, một kết quả khá tốt. Vừa rồi thì các bạn đã nắm rõ được sức mạnh của bộ máy đúng không nào? Các bạn đánh giá thế nào? Hãy để lại một comment ở dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!